Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boost. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review F50 Elite. Và sau rất nhiều năm, cuối cùng Adidas đã mang cái tên F50 trở lại. Và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi. Cân nặng là 156g trên chiếc size 40 cho bản có dây. Còn không dây thì chỉ 156g thôi anh em ạ. Anh em không nghe nhầm đâu. Đinh FG thì Speedflow.1, Portal.1, CrazyFast.1 tôi đều đi 40 hết đấy. Còn bản cộng như là Speedflow cộng hay là CrazyFast cộng tôi lại đi 40 2/3 nha. Ngay vào luôn, chúng ta sẽ đi vào upper của mẫu giày này. Upper mang tên là Fiber Touch, độ mềm tôi đồng ý với nhiều anh em, là một sự pha trộn giữa nhiều đời ít trước. Trên tay có độ mềm dẻo của Speedflow.1, nhưng lại có sự chắc chắn tới từ lớp phủ ngoài có phần giống với CrazyFast cộng. Độ mỏng thì tôi cho rằng là ngang tầm với Speedflow cộng anh em nhé, như kiểu hội tụ đủ những cái gì ngon lành từ đời trước tổng hợp lại thành một phiên bản hoàn hảo. Upper sờ có chất nhựa nhưng đảm bảo với anh em là sẽ mềm mại. Ở giữa hai bản có sự khác nhau anh em ạ, màu tím Limited thì có lớp phủ dày hơn một chút, mềm hơn chút so với màu trắng. Nhưng mà từ đây dẫn tới một câu hỏi anh em có bàn tán, đấy là nó giống một đời X tiếp theo hơn là F50, đúng không nhỉ? Theo tôi đấy chỉ là điều băn khoăn của những ai đã từng chơi F50 ngày trước còn hoài cổ, chứ upper này tôi đánh giá là ngon đấy. Theo thông tin từ hãng thì lớp lót trong sẽ là chất vải lưới, nhưng mà bên thân giày thì sẽ có lớp phủ silicone, chỉ khi sờ lên lớp lót trong của khu vực đầu mũi tôi mới sờ thấy rõ chất liệu sợi dẻo hơn. Form giày nhìn tốc độ và rất ấn tượng khi đầu mũi thấp nhọn, không còn tình trạng phồng mũi như là Portal.1 và CrazyFast.1 nữa. Thêm vào đó chúng ta có công nghệ Spring Web là các hạt nổi 3D sáng màu, anh em có thể thấy chúng tụ tập rất nhiều tại khu vực đầu mũi và hai bên má. Độ ma sát là có rõ, nhưng để bảo là dễ bong dễ rụng thì theo tôi là không, độ bền của các hạt này dự kiến là sẽ tốt. Có một điểm này khiến tôi chú ý, đấy là bản màu trắng, các hạt này nổi rõ và chất có tính ma sát hơn là màu tím. Lưỡi gà rời như không rời anh em ạ, hãng gọi đấy là thiết kế đường hầm. Anh em có thể thấy ở hai bên lưỡi gà đã được làm dài ra và gắn xuống đế. Sờ chất này thì mềm mại, nhưng ở chính giữa và ở hai bên dài kéo dài đã được gia cố bằng chất liệu TPU để giữ form được chắc chắn ở một số điểm cần thiết. Bên cạnh đó chúng ta có bản lưỡi liền với chất chun co giãn tốt. Sờ xịn sò nhưng cảm giác phần mu chân này anh em chân bè đi mấy ổn, chứ chân thon mu mỏng thì không đâu. Cơ mà anh em công nhận một điều không, gắn với cái tên F50 thì phải là giày có dây, chứ không dây thì nói thật là lúc để tên X thì không sao, nhưng mà để tên F50 tôi có thấy nó hơi sai sai một chút. Có lẽ thì lúc mới trở lại thì vậy, chứ sau một thời gian nữa thì anh em sẽ quen dần đây mà. Bộ đế Spring Frame 360 không còn miếng nhựa gia cố ở phần chân trước hay miếng carbon gì cả. Có lẽ anh em nào thích dòng X vì điểm này thì sẽ thấy hơi nhung nhớ một chút, cơ mà miếng nhựa phía trong nằm dưới lớp lót thì vẫn có nha. Đế này sẽ có độ đàn hồi hơn F50 ngày trước một chút, bật nảy thì ít hơn các dòng X, nó sẽ mềm mại uyển chuyển hơn. Bộ đinh cũng có phần ít gắt hơn khi xuất hiện thêm nhiều những đinh tròn để cho anh em dễ xoay trụ và cũng mang lại những trải nghiệm cổ điển hơn là vậy chăng. Khi đập hộp mẫu giày này anh em sẽ được tặng thêm một cặp lót Comfort với độ dày độ êm nhiều hơn không đáng kể. Cân nặng thì cũng sẽ nhiều hơn lót Speed để sẵn trong giày tầm 5g, rất nhỏ thôi, thế nên là tôi cũng không biết là mình cần thay lót giày để làm gì nữa. Chắc là để khi giày giãn ra hơn thì mình cho vào để khít chân hơn à. Xỏ vào cả hai bản thì đều cần một chút sự cố gắng. Có lẽ do chân tôi bè, bản lưỡi rời thì sau khi xỏ xong, anh em lại phải thò tay vào trong kéo căng cái chỗ lưỡi gà bị quan ra. Nó cũng không mất thời gian lắm đâu, nhưng mà anh em nhớ thò tay sâu một chút thì sẽ hiệu quả hơn. Còn bản lưỡi liền thì cứ xỏ xong là xong thôi. Thân giữa thoải mái phết anh em ơi. Chỗ đang bó với tôi chỉ là ở khu vực ngón út. Trên lưỡi gà có ghi là compression fit, tôi lo là nó sẽ bó nhưng mà không hề anh em nhé. Nó chỉ ở đó để giúp cho lưỡi gà không di chuyển, chứ thoải mái lắm. Bên kia cũng vậy, lưỡi gà liền tạo ra cảm giác ôm chân tôi thấy vừa đủ đẹp, không hề bị bóp chặt gì cả. Nếu anh em muốn có một trải nghiệm cổ chân khít và nhìn mượt mà thì nên chơi bản lưỡi liền. Bản lưỡi rời thì chân tôi sau khi xỏ vào cái cổ giày nó hơi loe ra một chút, nhưng vì chơi trên sân cỏ tự nhiên thế nên không có vấn đề gì cả, không lo lọt cao su vào trong đâu. Vậy nên đây là mẫu giày dành cho nhiều form chân từ thon tới bè. Đầu mũi tuy có độ bó nhưng tôi là chân bè mà cũng đi được luôn, vì thân giữa nhiều volume và đầu mũi này chất có thể giãn theo được. Như thường lệ thì bản không dây nên để cho chân bè đi nha, chân thon thì nên đi bản có dây cho chắc chắn, trừ khi anh em đã thử và quen với giày không dây rồi mà thôi. Vì sự thoải mái đã được cảm nhận và dự đoán từ trước, thế nên với hai mẫu giày này tôi chỉ cần một buổi tập và một trận đấu để thuần. Trong buổi tập đầu tiên có ghi nhận gót giày tương tác khá căng vào gót chân tôi, nhưng không hề tăng tương tác dẫn tới mức rộp gót. Thân giữa mỏi và ngón út bó, cảm giác này giảm dần qua từng lần xỏ. Và sang tới buổi tập thứ hai sau trận đấu, dù tôi có di chuyển căng, bứt tốc chuyển hướng các thứ thì cũng không còn khó chịu nữa. Đế thì thuần cũng nhanh, cảm giác nhanh mềm hơn Predator, vậy nên ít sự đàn hồi hơn phải không? Cá nhân tôi thấy là cũng hơi ít hơn thật, nhưng mà nó vẫn tốt nhá. Thêm một điểm nữa là thanh thoát hơn. Với anh em nào mà mãi không thấy đế của Predator mềm thì hãy thử ngay F50 cho tôi. F50 cũng không hề kém trong khâu chạy chút nào đâu, mọi thứ vẫn đảm bảo về một đôi giày tốc độ cho anh em. Về cảm giác bóng thì ít có ai chê được, mỏng có, mũi thấp nhọn có nên cảm giác thật chân là quá ấn tượng. Có những hạt nổi ma sát, nó nhẹ thôi, nó đóng góp chung vào trải nghiệm thật chân khi chạm bóng, đi bóng chứ nó không rõ như Predator được.
Độ nổi trên upper thì là có rõ ràng hơn ở các hạt trên đôi trắng. Đến khi mà trải nghiệm rồi thì cái khác biệt đấy nó cũng chỉ xíu xíu thôi, không rõ ràng lắm. Vậy nên khi thuần được, tôi thấy cả hai bản này upper cũng có những sự giống nhau dần đều. Bản màu trắng càng đá càng mềm, độ mượt, độ dẻo tăng lên thì tôi cảm thấy là cảm giác nhựa nhựa nó cũng giảm đi. Chơi thích chân phết. Cả hai tôi đều đánh giá cao về cảm giác sút, ôm tốt nên sướng chân khi sút. Nhưng mà có dây thì vẫn hơn anh em nhé. Khi càng chơi, độ thoải mái của bản không dây sẽ càng nhiều hơn, nên độ sướng khi ra chân tôi cũng thấy là dần dần nó cũng sẽ ít sướng hơn là bản có dây. Tổng kết lại, F50 Elite là mẫu giày mà cá nhân tôi thích. Quan trọng đầu tiên đấy bây giờ nó là cái mũi thấp này. Không còn phồng như là Portal và Crazy Fat nữa, thấp như kiểu F50 ngày trước, thấp như Speed Flow là anh em mê rồi. Và ngoài ra là không chỉ có đầu mũi thấp, chúng ta có upper mỏng, cảm giác ôm sát xung quanh chân. Và một điều cực kỳ quan trọng nữa đấy là cái gót nó chắc chắn nha. Và anh em có thể xem một số video review của nước ngoài, mọi người có thể nói về cái vấn đề chắc chắn ở phần gót, cũng như là cái cảm giác mà có khoảng không ở cái khu vực đầu mũi này, thì đấy là mọi người chưa đi giảm sai. Cá nhân tôi nhìn thấy và cảm thấy là như vậy. Mẫu giày này tôi đi lùi 0.5 so với cả Predator và Copa. Thế nên cái cảm giác sau gót cũng như cái cảm giác ở đầu mũi nó rất là khít luôn anh em nha. Vậy nên khuyến khích anh em là nên thử giảm size so với cả Predator và Copa để có một cái trải nghiệm khít chân nhất, chắc chân nhất, chạy sướng nhất với cả F50 này. Tôi chân bè và tôi ok với cả mẫu giày này nha, bởi vì cái độ giãn của nó tốt và thời gian thuần cũng rất là nhanh thôi. Còn anh em chân thon thì review ở nước ngoài bảo là đi được, thế nên là anh em cũng cứ thử xem sao. Đánh giá của tôi là upper của F50 làm rất tốt khi nó tạo ra một cái chất riêng. Nó không giống bất kỳ một cái dòng X hay là F50 nào đời trước cả. Tôi đưa ra những cái sự so sánh với anh em về Speed Flow, về Crazy Fast là để có content để nói và để cho anh em hình dung được là nó sẽ kiểu như thế nào. Nhưng mà thực sự thì khi trên chân, cả hai mẫu giày này nó đều tạo ra cái chất riêng, cái chất F50 của 2024 anh em ạ. Và hãy thử đi, tôi cảm thấy nó rất là thú vị đấy. Và để thỏa mãn cái trí tò mò của mình về F50 ngày trước nó như thế nào, thì tôi cũng đã sắm một phiên bản 2014 về để so sánh với 2024 đây anh em ơi. Và thực sự thì trên tay này, trên tay thì cái chất da này nó khác, nó kiểu upper hybrid touch, mô phỏng da thật, mềm mại, kiểu da và nó có đệm êm ở bên dưới. Còn con này nó thiên về lớp phủ nhựa, nó mỏng hơn. Nhưng mà trên chân thì tôi lại thấy có những sự giống nhau, bởi vì cảm giác nó đều ôm khít, mũi thấp, cảm giác đều dày nhẹ. Và cái độ đàn hồi của bộ đế thì nó cũng gần như tương tự nhau. Riêng cái đời F50 mới này thì nó sẽ có thêm những sự đàn hồi mà thôi. Về tổng thể lại, nếu như mà nói là cái đời F50 của 2014 thực sự là nó có ngon hơn 2024 không thì tôi không chắc nha. Tôi đã mẫu giày này mới trải qua với tôi một buổi tập và khả năng cao là tôi phải trải nghiệm nó thêm nữa để đưa ra những cái đánh giá nó sâu hơn tí nữa cho anh em. Chứ còn thực sự là thông qua một buổi tập thì tôi cảm thấy rằng là cái trải nghiệm trên chân, cái cảm giác sướng chân nó không vượt trội hơn là 2024 đâu anh em ơi. Quay trở lại với hai mẫu này thì chơi không dây hay là có dây. Ban đầu thì tôi định nói là bản không dây tôi sẽ thích hơn là bản có dây sau khoảng 1-2 buổi đầu tiên. Nhưng mà thực sự thì đến buổi test giày thứ 3, tức là sau một trận đấu và 3 buổi test giày, thì tôi bắt đầu cảm thấy rằng là cái upper ở ngay cái khu vực dưới lưỡi gà này nó có cái độ mềm hơn rồi và nó ít bó ở đây hơn. Thế nên là tôi không thích bằng bản có dây. Bản có dây thì nó vẫn sẽ có dây ở đây để kéo cái chỗ này lại ôm sát vào mu chân, ôm sát vào hai bên của tôi hơn. Thế nên là có dây tôi vẫn cảm giác là nó thích chân hơn anh em nha. Một lần nữa thì xin nhắc lại rằng cái mẫu này ấy, nó không phải là cái dạng kiểu upper bị nhão quá, bị lỏng quá và khiến cho anh em phân tâm trong trận. Nó vẫn rất ôm ở hai bên khu vực này, vẫn ôm ở sau gót, vẫn chắc chắn ở trên mu chân. Bởi vì tôi là chân bè mà, thế nên là tôi không có sự phân tâm nào khi mà thi đấu với cả cái bản lưỡi gà liền không dây này cả. Chỉ là khi mà truyền sút, cái cảm giác ở đây nó mềm, nó ít ôm hơn ở hai bên. Thế nên tôi cảm thấy nó không sướng, trong đầu tôi nó nảy số, nó bảo nó không sướng bằng là bản có dây. Chân tôi là dài 25,5cm, ngang là 10,5cm, đo khi đã đi tất và được tính là bè nhiều. F50 Elite này tôi đi size 40 anh em nha, giảm 0.5 so với cả Predator và Copa, bằng với cả Speed Flow 1 này, Portal 1 này, Crazy Fast 1 đời trước, bằng với cả F50 của 2014 luôn. Nếu như anh em muốn chơi giày đinh cao, muốn order những mẫu đinh cao và ở thị trường Việt Nam nó không nhiều lắm, hoặc là những mẫu limited gì đó, ví dụ như con này chẳng hạn, thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là ghé qua fanpage GBR Order của tôi nha. Chính tôi cũng sẽ là người đứng ra và nhắn tin nhận đơn order cho anh em luôn. Thế nên là anh em cần gì về hàng order thì cứ inbox cho tôi nha. Và trên đây là tất cả những đánh giá của tôi về F50 Elite thế hệ mới năm 2024. Và nếu như các bạn có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về mẫu giày này nha. Cuối cùng thì đừng quên thích video này và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai.
Ngoài ra ở đây các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review về bóng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước. Hãy kích vào đó để xem thêm nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.